Vẫn như mọi năm, Asus vẫn liên tục tung ra những cái dòng gaming phone mới của mình để khỏa lấp vào tất cả những cái hệ sinh thái gaming. Và những con ROG phone từ trước đến nay vẫn được đánh giá cao bởi cái hiệu năng cũng như là về cái phần ngoại hình của nó rất là đặc trưng. Ngay bây giờ trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về ROG Phone 8. Mặc dù là cái video trên tay này có vẻ như là cũng hơi trễ, nhưng mà với kinh nghiệm là một người đã từng sử dụng qua với rất là nhiều những cái điện thoại cũng như là những con ROG phone đời trước đây, thì mình cũng có một số những cái chia sẻ muốn gửi cho các bạn về những cái dòng sản phẩm mới nhất này của Asus. Và các bạn cũng đừng quên nha, là GearVN cũng là một trong số những đại lý bán ROG Phone chính hãng ở tại thị trường Việt Nam. Và nếu như các bạn quan tâm về sản phẩm thì link sẽ nằm ở ngay phía bên dưới. Còn bây giờ mời các bạn vào video. Trước mắt các bạn đang là ngoại hình của ROG Phone 8. Rõ ràng là nếu như mà so nó với những cái đời ROG Phone trước đây hay là cận kề đó là ROG Phone 7 thì ROG Phone 8 nó đã trông bình thường hơn rất nhiều. Một nhóm thì cho rằng là ROG Phone nó đã mất chất rồi, không còn là gaming phone nữa, nhìn nó rất là bình thường luôn. Nhưng mà cái nhóm người dùng thứ hai thì lại cho là đây, ROG Phone bây giờ nó cũng đã rất là bình thường rồi. Một con điện thoại hiệu năng vẫn rất cao, gaming vẫn rất ngon, nhưng ngoại hình của nó trông bình thường hơn. Như thế thì tôi dễ dàng để mang ra ngoài và không cần phải bị những cái ánh nhìn nó hơi quái lạ so với những cái con điện thoại trước đây. Nhưng mà riêng với cái nhận định chủ quan của cá nhân mình thì mình có luôn cả hai luồng suy nghĩ đó bên trong đầu của mình. Nhưng mà nếu như xét cái hàm lượng thì 90% là mình hài lòng với cái chuyện là Asus ROG Phone năm nay trông nó đã bình dị hơn. Còn đối với 10% còn lại, đúng là nhìn nó cũng hơi thiếu cái nét gaming. Nhưng mà mình vẫn thích cái kiểu bình dị này của ROG Phone 8, các bạn biết tại sao không? Đầu tiên đó chính là về cái thiết kế ngay từ bên ngoài. Thì các cái viền của màn hình ngay bây giờ mặc dù đã bị bỏ đi hai cái cạnh trên và dưới, nhưng mà nhìn chung bởi vì thế nó khiến cho con điện thoại ROG Phone 8 nó trông có vẻ là nhỏ và gọn hơn. Nếu như so sánh kích thước của ROG Phone 8 với lại con ROG Phone 7 Pro hoặc là 7 Ultimate thì nó đã ngắn hơn là khoảng 10mm, kèm thêm là trọng lượng ở trên máy khi này cũng chỉ còn là 225g so với lại 237g ở trên chính cái đời máy trước. Và nhờ chính cái thiết kế này thì hai viền trên dưới của ROG Phone 8 đã được làm mỏng hơn 71% và hai viền bên hông được mỏng đi là lên tới 14%. Cho nên là nếu như nhìn từ mặt trước, đối với cái góc nhìn của một người dùng cơ bản, một người muốn một cái điện thoại gaming nhưng trông nó phải bình thường thì các bạn sẽ có một cái máy nó mỏng và gọn gàng hơn rất nhiều. Trọng lượng ở trên con ROG Phone 8 Pro nếu mà so với lại ROG Phone 7 Ultimate của đời trước thì nó cũng đã nhẹ hơn. Chúng ta chỉ có là 225g so với lại 239g. Phần này không phải là chỉ vì kích thước tổng thể đã được bóp gọn lại, mà ngay bây giờ nha, viên pin bên trong không còn dung lượng quá cao là 6000mAh nữa, mà trong con ROG Phone 8 Pro chỉ có 5500mAh thôi, tức là thuyên giảm đâu đó khoảng 500mAh so với đời trước. Và các bạn lưu ý nha, ROG Phone 8 series là cái dòng điện thoại đầu tiên của ROG Phone mà được hỗ trợ với tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi IP68, và đây là lần đầu tiên ở trong lịch sử mà ROG Phone họ đã làm như thế. Cho nên là với cái việc là các bạn mang máy ra ngoài thì rõ ràng là cả phần thiết kế, cả phần kích thước hay cả là phần những cái tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi nó cũng đã trở nên bình thường hóa hơn, và các bạn dễ dàng để sử dụng nó như một cái điện thoại chính chứ không còn là hai tay hai súng như ngày xưa nữa. Về màu sắc thì như các bạn đang thấy ở đây mình có một con ROG Phone 8 Pro, còn đây là con ROG Phone 8, thì hai con này sẽ có hai cái phiên bản màu khác nhau. Đối với ROG Phone 8 Pro nó sẽ chỉ có một màu duy nhất mang tên là Phantom Black, còn riêng đối với con 8 thì nó sẽ có hai màu ha. Một là màu Rebel Ray như trên tay mình, nó có vẻ như là hơi xanh xanh và xám xám, và cái màu thứ hai cũng là Phantom Black ở trên chính con 8 này. Và cái điểm đặc biệt nữa trên con 8 Pro là cái logo của nó sẽ được nhảy nhảy theo cái kiểu là anime Matrix mà họ đã từng trang bị ở trên những con Zephyrus G14. Còn ở trên chính cái chiếc máy 8 thường thì các bạn sẽ chỉ có một cái logo ROG fit cứng ở đây và nó đổi hiệu ứng LED RGB mà thôi. Mình thấy là cả hai đều đẹp như nhau nha, chẳng qua là các bạn thích cái kiểu nào hơn mà thôi. Khi mình sử dụng cái phần mềm là AnTuTu Benchmark version thứ 10 khi mà chấm qua trên chính chiếc máy này, điểm số cho ra là khoảng hơn 2.200.000 điểm, và đây là con số rất là cao. Và chính con ROG Phone 8 Pro này nó hoàn toàn nằm ở trong top 10 con điện thoại gaming mạnh nhất thế giới hiện nay. Mà đó là mình còn chưa có tool gì thêm về cái hiệu năng của máy nha, tức là điều kiện của mình là không hề có điều hòa luôn, mà mình cũng không hề gắn luôn cả quạt tản nhiệt ở bên trong box của chính con 8 Pro này luôn. Nó chỉ đơn giản là bấm cái máy bật lên chạy thôi. Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy là cái hiệu năng của nó cũng đã rất là cao. Và với cái điểm số hiệu năng thì các bạn biết rồi, chắc chắn là các bạn chơi được tất cả mọi game hiện tại ở trên App Store. Và nếu như các bạn có muốn tune thêm về hiệu năng gì đó thì cứ làm con về nhà so sánh điểm cho nó vui. Trải nghiệm thêm chút xíu nữa về một số những cái yếu tố mà nó rất là thông thường của một cái điện thoại, thì đầu tiên đó chính là về cái cảm giác cầm nắm cũng như là feel ở trên chính con 8 Pro này. Mình thấy là hãng đã làm rất là tốt. Cái phần mà vuốt từ cái mép cạnh dưới hay cả cạnh trên của cái
phần mặt lưng hay là màn hình á, nó đều rất là mịn màng. Khi các bạn cầm á, mà không có ốp lưng mà chỉ đeo chung với lại một cái frame của ROG như thế này á, hoặc là các bạn cầm trần như thế này luôn, thì nó đều cho một cái cảm giác cầm là tốt như nhau. Và đây là một trong những con điện thoại mà cầm chắc nịch cũng như là dễ cầm nắm, dễ sử dụng nhất mà mình từng thấy. Và nếu như các bạn thực sự là thích sử dụng một cái máy mà nó phải cứng cả, build nó phải ngon, nó không hề có một chút ít những cái gợn cho các bạn vuốt từ các mép cạnh, thì ROG Phone 8 Pro là một cái điện thoại được làm tốt như thế. Và kèm thêm là trải nghiệm về loa ngoài của máy á, thì khi mà mình sử dụng cảm giác được rằng là trên con ROG Phone 8 Pro này nè, cái buồng âm của nó có vẻ như là rộng rãi hơn cho phần bass, cho nên là khi các bạn muốn nghe những cái âm thanh mà liên quan tới bass ở trên chính con điện thoại này á, thì có thể đánh giá đây là một trong những con điện thoại có phần bass làm rất là tốt. Năm ngoái ở trên con ROG Phone 7 Ultimate thì mình thấy cũng đã rất tốt rồi, năm nay thì con 8 Pro nó cũng được giữ nguyên như thế. Cho nên là nhìn chung á, về cái cảm giác khi các bạn nghe qua loa của điện thoại á, thì âm lượng là lớn nha, và bass nó rất là rõ ràng. Mình đang sử dụng song song với một con iPhone 15 Plus thì rõ ràng là loa của ROG Phone 8 Pro nó tốt hơn rất là nhiều. Và nếu như các bạn thật sự là cần một cái loa ngon ở trên cái máy này đáp ứng được cho các bạn. Điểm khác biệt về màn hình của con 8 Pro với lại con 8 á, đó chính là ở trên con 8 Pro thì màn hình của nó mặc dù cũng chỉ là Full HD giống trên con 8 thôi, nhưng mà tần số quét đã được đẩy từ 144Hz ở trên phiên bản thường lên thành 165Hz ở trên phiên bản Pro. Và vậy nên là khi các bạn vuốt chạm thì đương nhiên là nó cũng sẽ mượt hơn. Và mình thấy là tần số quét 165Hz ở trên chính cái con điện thoại 8 Pro này là đã rất là mượt rồi nha. Mình có thể cảm nhận được sự khác biệt khi chuyển từ 144Hz ở trên chính cái điện thoại này lên cái máy 165Hz này luôn. Cho nên là khi mà vuốt, thao tác, sử dụng rất là đã. Và cái tấm nền AMOLED ở trên chính cái màn hình này cũng rất là xuất sắc ha. Độ sáng pixel tối đa lên tới 2500 nits. Và kèm thêm là các bạn có được cái hiển thị màu lên tới 1 tỷ màu. Cho nên là các bạn muốn trải nghiệm bất cứ nội dung gì hiện tại ở trên điện thoại thì cả hai cái điện thoại này đều đang làm rất là tốt. Ok, vậy thì về cơ bản đối với mình á, thì trải nghiệm ở trên cả hai con điện thoại ROG Phone nó đều là những cái điện thoại gaming có một cái hiệu năng rất là mạnh. Hiện tại các bạn muốn chơi game gì cũng được hết. Và đó là một trong số những cái điểm nhấn chính của những cái con ROG Phone từ trước đến nay. Kèm thêm các bạn có được một cái cặp loa rất là hay và tất cả một cái trải nghiệm về một cái con điện thoại flagship, thì trên những con ROG Phone 8 series năm nay nó đã được làm rất là tốt. Và các bạn sẽ không bị một cái cảm giác như là mình đang cầm một cái gaming phone trên tay nữa, mà chỉ đơn giản là một cái điện thoại có hiệu năng cao, ngoại hình đẹp, build tốt và tất cả mọi thứ y hệt như một cái điện thoại cao cấp. Và nãy giờ các bạn thấy là mình cũng không có đề cập gì đến camera, thì thực tế là mình thấy camera cũng chưa có đủ thuyết phục mình. Cho nên là trong cái khuôn khổ video này mình chỉ chia sẻ nhanh cho các bạn về tất cả những thứ liên quan tới trải nghiệm chơi game cũng như là trải nghiệm cầm nắm thôi. Còn về những thứ liên quan tới camera thì mình nghĩ là đối với ROG Phone họ vẫn còn phải cải thiện rất là nhiều trên những cái thế hệ tiếp theo. Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm về các sản phẩm gì đó khác, các bạn cứ comment lại ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn anh em.